cổ động viên nữ bị bắn pháo trúng, bỏng cực nặng vì hóa chất, phải phẫu thuật 2 lần. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Theo thông tin từ bệnh viện Saint Paul, cổ động viên nữ bị bắn trúng trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định sẽ phải phẫu thuật 2 lần vì đây là vết bỏng nặng do hóa chất có trong quả pháo chứ không đơn giản là vết bỏng thông thường. Lãnh đạo câu lạc bộ và Duy Mạnh đại diện cho cầu thủ Hà Nội FC đã có mặt ngay tại bệnh viện để thăm hỏi chị Tô Huyền Anh, nạn nhân đang công tác tại báo Nhi Đồng. Theo thông tin từ bệnh viện Saint Paul, cổ động viên nữ bị pháo bắn trúng trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định sẽ phải phẫu thuật 2 lần. Đây là vết bỏng rất nặng do hóa chất hóa học có trong quả pháo chứ không đơn thuần là vết bỏng thông thường. Trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định vào tối ngày 11 tháng 9 diễn ra vô cùng nóng bỏng. Cổ động viên của hai đội tạo nên một bầu không khí vô cùng rực lửa trên sông Hàng Đẫy. Tuy nhiên, sự quá khích của cổ động viên Nam Định khiến trận đấu bị gián đoạn rất nhiều lần vì pháo sáng, pháo dù và pháo hiệu. Tình huống đáng chú ý nhất là sự việc diễn ra vào lúc phút thứ 55. Một quả pháo sáng bất ngờ bị bắn ra từ khu vực cổ động viên Nam Định bên phía khán đài A của sân Hàng Đẫy, khiến một cổ động viên nữ tại khu vực này bị bỏng nặng. Cô gái bị pháo bắn trúng, mất nhiều máu, liên tục hô hoán mọi người giúp đỡ. Sự việc diễn ra khiến nhiều người xung quanh vô cùng hoảng sợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.